Cả lớp chú ý, ngày mai lớp chúng ta sẽ tham gia hội thi cắm hoa tặng cô của trường đó. Các bạn trong đội thì nhớ chuẩn bị và đến đúng giờ nha. Dạ, dạ cô. Kim ơi, mình gửi nhắc bạn nhớ mang theo bình cắm hoa đó nha. Chắc chắn rồi. Bình nhà mình siêu đẹp luôn nha. Ủa, mà bạn chuẩn bị cái gì vậy tao? Mình chỉ cần chuẩn bị đôi tay khéo léo và sự sáng tạo của mình đi thi nè. Giờ mình cúp máy để gọi nhắc Tôm nha. Tôm ơi, bạn nhớ chuẩn bị hoa cẩn thận đó. Mình biết rồi, đi thi cắm hoa thì phải chuẩn bị hoa chứ. Phải có thêm một xíu lá trang trí nữa nha. Rồi rồi, có đủ hết luôn nha. Mẹ mình và chị May đã giúp mình chuẩn bị rồi. Bạn yên tâm đi. Kim ơi, con nhớ đi ngủ sớm đi, để sáng mai còn dậy đi thi cắm hoa với các bạn đó nha. Dạ, con đọc hết quyển này rồi sẽ ngủ. Ôi, buồn ngủ rồi. Nhưng phim vẫn còn hay quá đi. Thôi ráng coi hết tập này rồi đi ngủ cũng được. Mai mình thi cắm hoa chứ đâu có đi học. Mình ngủ quên mất. Chắc chưa muộn lắm đâu. Tiêu rồi. Bể bình hoa mất rồi. Bây giờ mình làm sao đây chú cô? Bạn giúp mình với. Bạn đã hậu đậu, còn dậy trễ nữa chứ. Để mình dán lại giúp bạn. Mình cảm ơn bạn nhiều lắm chú cô. Yêu bạn nhất trên đời luôn. Hay quá đi, cảm ơn chú cô. Sao nhìn bạn mình không thấy yên tâm xíu nào. Thôi, để mình biến thành thú bông treo ở cặp đến trường cùng bạn nha. Xin lỗi nha, sáng nay mình dậy trễ. Trời ơi, Tôm ơi là Tôm, bạn ôm hoa mà lại chạy nhanh như gió vậy. Hoa rụng hết trơn rồi kìa. Giờ làm sao để có hoa cắm bây giờ? Châu cô ơi, bạn có thể biến hoa lại thành như cũ giúp tụi mình được không? Các bạn phải đi nhặt hết những cánh hoa đã rụng, gom lại một chỗ, thì mình mới dùng nước thần kỳ kết dính những cánh hoa lại như cũ được. Tụi mình đi nhặt lại ngay đây, lẹ lên mấy bạn ơi. Gom lại đi, phụ gom lại đi. Chú cô thiệt là siêu quá đi. Tụi mình vào thi lẹ lên, không là trễ mất. May mà hôm nay có chú cô giúp đỡ đó. Lần sau hai bạn mà nhận nhiệm vụ gì thì phải có trách nhiệm và làm thật cẩn thận nha. Tụi mình nhớ rồi.